Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lasso Hernández và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhà nước Cuba nhân dịp thăm Việt Nam và dự lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tháng 9 năm 1973, tháng 9 năm 2023. Chủ tịch nước Võ Văn Thường bày tỏ xúc động cùng các đồng chí Cuba ôn lại dấu mốc lịch sử của quan hệ Việt Nam Cuba và việc hai nước trong dịp này cũng kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam 25 tháng 9 năm 1963. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nhà nước trong những năm qua, khẳng định mối quan hệ không có tiền lệ và là hình mẫu trên thế giới như lãnh tụ Fidel Castro đã từng đánh giá. Đây là tài sản vô giá, là nguồn cổ vũ to lớn cho hai dân tộc và cần được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước tiếp tục vun đắp phát triển. Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lasso Hernandez khẳng định Cuba luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt và hợp tác chiến lược với Việt Nam. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam về tình cảm đoàn kết, ủng hộ chân thành, sự hỗ trợ đầy tình đồng chí anh em đối với sự nghiệp cách mạng của Cuba." Việc hai nước cùng tổ chức kỷ niệm sự kiện lịch sử 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam là để bày tỏ sự trân trọng những di sản quý báu của quan hệ Việt Nam Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ Fidel và nhiều thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, đồng thời cũng là biểu hiện sinh động cho tình cảm gắn kết, tương thân tương ái giữa hai dân tộc. Chiều nay, đồng chí Esteban Lasso Hernandez và đoàn đại biểu cấp cao Đảng nhà nước Cuba đã đến thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Esteban Lasso Hernandez đã đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài lãnh tụ Cuba Fidel Castro trong khuôn viên bệnh viện, trò chuyện với nhân dân, thăm hỏi các bệnh nhân, bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện và dự cuộc gặp cỡ hữu nghị với các nhân chứng lịch sử. Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới là món quà có ý nghĩa cao đẹp của Đảng, Nhà nước, nhân dân Cuba dành tặng tỉnh Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung sau chuyến thăm vùng tuyến lửa Quảng Bình – Quảng Trị tháng 9 năm 1973 của lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Vào ngày mai, đồng chí Esteban Lasso Hernandez sẽ dự lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.